1, 2, 3, come on. Come on, come on. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xe nhà mình đi đây. Cấp. Ủa này bà bị ốm nữa thì sao nghe tiếng bà kỳ vậy ta? Sao bà không hỏi mình, rồi bà không ra mở cửa cho mình kia chứ? Để mình vô thử coi nào. Ủa sao bữa nay thân hình bà to thế? Hả? Tại mà bà hơi ốm, bà uống chăn uống mà nó hơi lộng vậy đó mà. Ủa sao bàn tay bà to thế này? Tay to để bà sợ đường mặt con cho biết cảm giác, cho giáp gì đó mà. Ủa sao đầu bữa nay bà to thế? Đầu bà to tại vì bà mất ngủ nó sinh đầu nó có sao đâu. Sao găng bà to bà nhọn thế? Găng tay nhọn để ta ăn thịt cho con cho dễ nuốt đó mà. Con hổ kia, ngươi đứng lại. Không phải là chuyện của ngươi, hãy tránh xa ra nha. Không phải là chuyện của ngươi, đừng lo chuyện của đồng. Ta là bác thợ săn đây. Ngươi là con thú hung dữ. Ngươi mà dám đụng tới cô bé nón đỏ này, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ông ơi, hãy giết nó đi, bà cháu bị ở đó ăn thịt rồi ông ơi, ông ơi. Ông ơi hãy cứu cho bà cháu ông ơi. Ông ơi cứu bà cháu ông ơi. Nó đã nuốt bà cháu rồi ông ơi, ông ơi. Hãy để ra đây. Hãy xem ra đây. Đấy là nó chết rồi cháu ơi. Để mau tiếp ta mổ bụng nó để cứu cho bà cháu lại lên, chứ không thôi là bà cháu không khỏi. Dạ, để cháu phụ, để cháu phụ. Gập bụng nó ra. Cúng lên để lôi bà cháu ra ông ơi. Cúng lên. Hãy tiếp ta. Thành bụng nó ra, lôi bà cháu ra. Lôi ra, cố lên. Cố lên. Bà cháu ra rồi ông ơi, Bà. Cháu nón đỏ đây rồi à. Bà mừng quá cháu ơi, bà mừng quá. Cảm ơn ông. Đã cứu lấy bà tôi. Đã cứu lấy bà cháu, cảm ơn ông. Cảm ơn ông, nhờ ông mà ông đã cứu được sinh mạng của tôi. Tôi không biết có cách nào để đền ơn được cái công lớn lao của ông đây. Thôi, hãy đưa bà cháu về nhà mẹ cháu ở vài hôm đi. Đấy là tinh thần. Dạ đi thôi bà ơi. Ủa sao mọi người tập trung nhiều thế này? Tại sao có xác con mổ ở đây nữa là sao? Dạ thưa mẹ, là con hổ này à, nó ăn thịt nó nuốt bà vô trong bụng á. Nhờ có bác thợ săn này nè, nó cứu được hai bà cháu của con đấy mẹ à. Đúng rồi đó con, nhờ có bác thợ săn này mà mẹ thoát được một mạng chết đó con. Nó thấy chưa, mẹ đã nói với con rồi. Nó là con hổ, ăn thịt động vật, ăn kể cả ăn thịt người luôn, nó hung dữ lắm. mẹ nó mà con không chịu nghe nó, thấy chưa? Dạ cảm ơn ông bác thầy Săn nha. Không có bác là con tôi với mẹ tôi đã chết rồi. Thôi ta đi về nhà thôi, bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.